Xin chào quý vị và các bạn. Ngày chủ nhật cuối tuần, miền Bắc tiếp tục có mưa dông nhiều nơi, trong khi tại miền Trung nắng nóng còn kéo dài. Còn ở Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa vừa mưa to vẫn xuất hiện vào thời điểm chiều và tối. Cụ thể tại miền Bắc chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên trời còn nhiều mây, có mưa rải rác vào chiều tối, đêm và sáng, cục bộ có điểm mưa vừa đến mưa to. Người dân cần đề phòng sạt lở đất đá do mưa kéo dài. Đến trưa chiều mưa giảm, trời nắng nhưng không quá mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ không vượt quá 33 độ. Với miền Trung, nắng nóng tiếp tục xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất từ 35 cho tới 37 độ, có nơi còn cao hơn. Còn các tỉnh phía Bắc và phía Nam của miền Trung do có mưa về chiều nên nhiệt độ sẽ dưới ngưỡng nắng nóng 35 độ. Với các tỉnh phía Nam, mưa tiếp tục tăng cả về diện và lượng tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam đang tăng cấp, chiều và tối nay tại đây sẽ có mưa rào và dông nhiều nơi. Khu vực phía Nam của Tây Nguyên và hầu khắp khu vực Nam Bộ là những vùng mà tác động của gió Tây Nam mạnh. Có mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa từ 20 cho tới 50mm, có nơi trên 70mm. Các cơn mưa dông xảy ra về chiều và tối, còn ngày thì trời vẫn có nắng nhưng không gắt. Nền nhiệt ngày mai ở 5 tỉnh Tây Nguyên không chênh nhau nhiều, dao động trong khoảng 28 cho tới 31 độ. Còn 18 tỉnh thành Nam Bộ, nhiệt độ phổ biến từ 32 cho tới 34 độ. Chuyển sang thông tin thời tiết biển. Toàn khu vực Biển Đông phổ biến có gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Riêng khu vực phía Nam Biển Đông có lúc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 9, biển động. Tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa vài nơi. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rải rác, làm tầm nhìn giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Đến đây bản tin thời tiết sáng ngày 20 tháng 8 xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.